Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Sĩ Tôn. Đố mọi người biết hiện tại mình đang ở đâu? Bây giờ thì mình vừa đáp xuống sân bay đầu tiên ở Đài Loan và chuẩn bị đi vào trung tâm của thành phố Tài Bay, thành phố Đài Bắc. Thì Đào Viên với lại Đài Bắc là hai thành phố khá là xa nhau, cho nên là khi mọi người đáp xuống sân bay Đào Viên thì sẽ phải đi MRT hoặc là bus để về lại trung tâm của thành phố Đài Bắc. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đi nha. Mình đang ở Terminal 1 của sân bay Đào Viên. Thì trên đường đi có thông tin gì thú vị mình sẽ cung cấp cho mọi người. Để đi xuống MRT thì mọi người cứ tìm những cái bảng chỉ dẫn có cái ký hiệu này MRT hoặc là True High Speed Rail để mọi người đi xuống tàu nha. Và đây là hướng đi xuống của MRT từ sân bay Đào Viên về lại trung tâm của Đài Bắc. Bây giờ thì mình đang ở bên cái sảnh, đây là sảnh ga đi nha mọi người. Ga đi của sân bay quốc tế Đào Viên. Từ ở bên ga đến đi qua bên đây thì khá là gần luôn, cho nên là mọi người cứ kéo vali đi thôi, không có mất thời gian nhiều. Vừa ở cổng vào của MRT thì mọi người sẽ thấy có một cái khu vực bán EasyCard. Trời, có rất là nhiều cái card đẹp ở đây nha. Có còn Gudetama với lại Doraemon. Cái card Easy ở bên này nó có nhiều loại, giống như là keychain đó mọi người. Cái móc chìa khóa thôi nhưng mà cũng có thể táp để đi tàu được nha. Đây, cái quầy nó nằm ở đây. Ngay cái lối vào của MRT luôn mọi người ha. Nó có cái chữ là Metro Đào Viên với lại là Easy Flight. Khi bước vào trạm tàu thì các bạn sẽ thấy một loạt các cái máy chức năng để cho mọi người có thể sử dụng ha. Đầu tiên là cái máy currency exchange nè, nếu như ai chưa đổi tiền. Sau đó là tới cái hệ thống máy màu tím và màu xanh ở bên này. Nếu như mọi người có IC card sẵn rồi và muốn top up thêm á thì mọi người có thể vào cái máy màu xanh này để top up. Một lát nữa mình sẽ top up. Đây là cái thẻ IC card của mình đã có từ 5 năm trước. IC card gọi chung của cái loại Easy card hoặc là iPass ha mọi người. Bên đây có rất nhiều loại card khác nhau luôn. Chắc là trong vlog của những cái tập ở Đài Loan thì mình sẽ chỉ giới thiệu cái card là Easy card kiểu như thế này thôi ha. Rồi, nếu như mọi người muốn mua vé đi vào trung tâm của thành phố Đài Bắc thì sẽ tìm ở những cái vendor màu tím này. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử cái vendor nạp tiền trước, sau đó thì mình sẽ mua vé vào cái vendor màu tím để về trung tâm của Đài Bắc. Rồi, bây giờ đầu tiên thì mình sẽ vào đây, touch vào màn hình, chọn tiếng Anh. Sau đó mình sẽ chọn là Add Value. Rồi, mình sẽ để cái thẻ này vào cái khu vực này. Hiện tại thì cái thẻ của mình đang có 13 đại tệ. Rồi, ok, mình sẽ add tiền. Mình sẽ add 1.000 đại tệ ha. Ok, để nó confirm ở đây. Adding value and profit. Rồi, cái chưa? Rồi, sau đó là mình đã có 1013 đại tệ. Ok. Rồi, bây giờ thì sẽ qua tới cái đoạn mà mua vé đi về trung tâm của Đài Bắc. Giờ thì mình sẽ mua vé. Rồi, mình đang ở Airport Terminal 1 và bây giờ muốn về Taipei Main Station, giá là 150 đại tệ. Ok, bấm vào đây. Sau đó thì sẽ insert cash vào trong này. 100 đại tệ, bây giờ là 200. Please wait. Rồi. Sau đó thì token sẽ rớt xuống đây. Và tiền thói 50 đại tệ. Ok, mình đã có token và tiền thói. Và ở Đài Loan thì cũng tương tự Nhật Bản, có rất là nhiều các cái stamp ở những cái trạm tàu này để có thể stamp vào cuốn sổ làm quà lưu niệm. Đợt này thì mình chỉ đi Đài Loan có một mình thôi, cho nên là mình sẽ thực hiện cái nhiệm vụ đi stamp để tặng cho bạn mình cái cuốn này. Nó sẽ có cái dấu chấm này cho mọi người biết là cái dấu mộc nó sẽ nằm ở lên phía lên trên ha. Cái sổ này thì mình đã mua trước ở Thái rồi. 2, 3. Wow, đẹp quá. Bây giờ mình sẽ qua tới cái màu đỏ hay màu tím gì đó đây. Tại sao lại có hai cái nhỉ? Ta. Ủa, y chang nhau. Rồi, y chang nhau luôn, không khác gì hết, chỉ khác màu thôi. Với cái chuyến tàu sân bay này thì sẽ có hai loại tàu ha mọi người. Một loại là commuter train, tức là ngừng ở tất cả các trạm luôn. Còn loại còn lại là express train. Thì nếu như mọi người đi từ terminal 2 của sân bay Đào Viên á, thì mọi người sẽ lên từ cái trạm A13. Còn nếu như terminal 1 giống mình lúc nãy thì là A12.
Sau đó nếu như mà mọi người bắt được cái tàu express train á thì nó sẽ ngừng ở trạm A8, trạm A3 và sau đó nó về thẳng Taipei Main Station luôn. Còn nếu như mà đi cái commuter giống mình thì nó sẽ chạy từ A12 cho tới A1, tức là gần 12 trạm mới tới. Hồi nãy mình xuất xác mình đã lên lộn cái tàu commuter cho nên đi cũng khá là lâu, khoảng 45 phút thì mới vô được tới trung tâm của thành phố. Đây là chuyến tàu ở trạm cuối cùng Taipei Main Station. Bây giờ thì mình sẽ đi lên để đổi sang cái line tàu Metro Local để về khách sạn check in. Trạm tiếp theo mà mình muốn về là trạm Ximen, cho nên là bây giờ thì mình sẽ đi về cái hướng exit số 5 và số 7 đến cái line tàu tên là Songsan Sidian Line. Thì ở đây nó sẽ có hai cái khu vực quẹt. Nếu như mọi người mua cái thẻ token giống như mình hồi nãy ở sân bay á thì mình sẽ bỏ vô đây. Còn nếu như mọi người không mua token mà từ sân bay lúc nãy mọi người sử dụng cái easy card thì mọi người sẽ tap ở đây ha. Lúc nãy mình muốn review cho mọi người cái token cho nên là mình mua cái token. Bây giờ bỏ vô đây. Ok bà đi thôi. Bây giờ thì sẽ về cái line màu xanh lá cây qua bên này. Ở đây cũng có các cái hệ thống bán vé nè mọi người. Và ở đây thì nó có chỉ cho mình cái hướng đi Songsan Line, line màu xanh lá ha. Ở ngay trạm tàu này thì mình thấy có các cái hệ thống coin locker khá là nhiều luôn. Cho nên là bạn nào muốn gửi hành lý thì có thể gửi ở đây ha. Đó, nó có giá là 40 đài tệ cho 3 tiếng cho những cái tủ locker vuông vuông nhỏ này, 60 đài tệ cho 3 tiếng cho cái tủ to ở dưới. Mình đã tìm được đến line tàu màu xanh lá cây và hiện tại thì đang ở trên cái trạm mang tên là Pimen. Và bây giờ thì mình sẽ đi về phía của trạm Ximen để về phía khách sạn của mình. Và mình sẽ đi về phía tay phải, ủa không, tay trái, ở bên platform 2 ở bên này. Ok, let's go. Và đây là hệ thống metro của Đài Bắc. Có tổng cộng 6 line ha mọi người. Cái hình này có ở trên mạng nè, mọi người có thể search là Taipei MRT map thì nó sẽ ra. Mọi người save vô điện thoại ha, để nhìn cho nó dễ. Đây, mình đang ở trạm này và mình sẽ về cái trạm này, Ximen. Ở trên cái bản đồ mà in hình kiểu này nè, mọi người sẽ thấy các cái trạm giao nó dễ dàng hơn so với việc là search Google. Mình không hiểu sao là cái Google Map ở bên này á, cái hệ thống tàu ở trên đó search khá là khó so với các nước khác, ví dụ như là Thái hoặc là Nhật mà mình đã đi. Cho nên là mọi người nhớ save cái hình này về điện thoại của mình để sử dụng cho nó dễ dàng ha. Khi đến các cái trạm tàu thì mọi người nhớ tới cái bảng exit để xem là mình sẽ ra cái cổng nào thì phù hợp với lại cái hướng đi của mình ha. Mình đang định về khu vực phố đi bộ Ximen ở cổng số 6, cho nên bây giờ thì mình sẽ đi về phía số 6. Khách sạn của mình thì nằm ngay trên đó luôn. Một lát tới khách sạn thì mình sẽ phải gửi hành lý trước, tại vì khách sạn ở bên này cái giờ check in của nó cũng ngang ngược lắm mọi người. Có cái là 4 giờ, có cái là 5 giờ, có cái là 3 giờ. Khách sạn của mình hôm nay là 4 giờ, cho nên bây giờ thì mình sẽ gửi hành lý trước, đi chơi sau đó dòng lại check in xong. Bây giờ thì mình đã tới được với trạm Ximen. Ủa, Ximen, đọc gì quên luôn rồi. Ở đây thì có một cái phố đi bộ Ximending rất là nổi tiếng. Và đây là con đường cầu vòng cũng nổi tiếng không kém. Yeah. Khách sạn của mình thì nằm ngay ở phía bên đây đường, khá là gần. Khách sạn tên là Tomorrow Hotel. À, ở bên kia cũng là một cái địa điểm tham quan rất là nổi tiếng ở đây luôn, The Red House. Cái tòa nhà đỏ đỏ bên đó đó mọi người. Khu vực này buổi tối sẽ lên đèn rất là đẹp luôn. Đây đang có một con rồng. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người coi. Rất là nhiều các cái biểu tượng ở đây luôn. Hình như đang có lễ hội đèn lồng ở Taipei. Một lát nữa mình sẽ đi kiếm xem nó nằm ở đâu. Còn bây giờ thì về khách sạn gửi đồ và đi ăn thôi, mình đói quá rồi. 2000 years later. Ok, cuối cùng mình cũng đã nhận được phòng. Phòng check-in khách sạn ở bên này mắc cười lắm mọi người. Có khách sạn 4 giờ, có khách sạn 5 giờ. Không biết sao trễ đường vậy luôn. Nhưng mà được cái là cái khách sạn này nó khá là gần với lại trạm tàu Ximen, cũng như là nằm kế bên cái phố đi bộ Ximen đi luôn. Cho nên là tối bước ra một cái là tha hồ chơi ở ngoài luôn ha. Phòng này thì mình đặt ở trên Agoda với giá là 1.320 đài tệ cho 2 đêm, tức là khoảng 660 đài tệ cho một đêm. Giá rất là ok cho cái việc là được ở riêng trong một phòng như thế này luôn. Bình thường với cái mức giá đó ở khu vực này thì chúng ta sẽ phải ở giường tập thể trong một cái phòng rất là nhiều người luôn. Nhưng mà hên là không biết sao cái giá của khách sạn này trong 2 ngày mình ở nó lại giảm thấp đến như vậy. Qua tới ngày tiếp theo, tức là khoảng ngày 22, 23 thì nó lại tăng giá người trở lên là khoảng 1.000 mấy, 2.000 đài tệ một đêm rồi.
cho nên thấy hơi bị may mắn trong trường hợp này. Để mình giữ mọi người đi vòng quanh cái phòng một xíu ha, phòng cũng nhỏ thôi nhưng mà rất là ok. Rồi, đầu tiên bước vô thì chúng ta sẽ thấy ngay cái giường. Cái này là cái giường đôi ha mọi người. Có một cái cửa sổ nhỏ xíu ở bên này, tivi ở đây. Và cái lối này thì để vừa một cái vali. Mình nghĩ là nếu như mở vali ra thì hơi bị chật một xíu nè. Ở đây có một cái bàn nho nhỏ có nước luôn. Và trong đây thì là toilet. Toilet ngạc nhiên là hơi bị bự nha. Lavabo nè, toilet với lại phòng tắm đứng ở đây luôn. Và có sẵn khăn cho chúng ta. Rất là ok luôn. Khách sạn một phòng riêng ở Đài Loan mà giá này thì mình nghĩ là quá tuyệt vời. Mọi người thử tìm Tomorrow Hotel nếu như có muốn ở khu vực Ximending nha. Nhân tiện thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách mua sim card ở Đài Loan. Trước cuộc hành trình thì mình đã lên Klook để tìm các cái sim card. Thì mình đã tìm ra được một cái gói sim card của nhà mạng là Trung Hoa. Cái gói này thì mọi người có thể đăng ký eSIM hoặc là sim vật lý. Mình xài iPhone cho nên là mình đăng ký eSIM thì nó sẽ đơn giản hơn. Khi tới sân bay thì mọi người chỉ cần đến cái quầy pick up của Klook thì đã lấy được rồi. Nhân viên sẽ set up cái sim đó vào trong máy cho mọi người luôn. Giá tiền cho thời điểm mình mua cho một cái sim 4G sử dụng unlimited data cho 15 ngày là khoảng 420.000 tiền Việt Nam. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể vào cái đường link mà mình để bên dưới phần mô tả hoặc là comment để tìm hiểu thêm nha. Và dạo gần đây có một cái chương trình rút thăm trúng thưởng mà rất nhiều du khách trúng luôn mọi người khi đến với lại sân bay quốc tế Đào Viên. Thì mình sẽ để cái link của cái chương trình này bên dưới phần mô tả hoặc là comment cho mọi người. Điều mọi người lưu ý là nhớ đăng ký cái thời điểm mọi người nhập cảnh trước một ngày để khi mà mọi người đến có thể tham gia cái chương trình này. Đừng như mình là khi tới nơi rồi mới mở cái link ra đăng ký thì họ không cho phép mọi người ha. Mình rất là tiếc luôn á, hôm đó mình đứng mà mình ngẩn ngơ luôn, không hiểu sao là mình có thể miss được cái thông tin này. Cho nên là mọi người nhớ vào cái link này để đăng ký ít nhất trước một ngày vào thời điểm nhập cảnh của mình nha. Giá trị giải thưởng thì có thể lên tới 5.000 đài tệ lận. Chúc mọi người may mắn nha. Đây là khung cảnh của phố đi bộ Ximending vào buổi trưa. Bây giờ đang là khoảng 11:30. Mình đang khá là đói rồi cho nên là sẽ đi tìm một cái quán mì ở gần đây ăn. Ở trên bản đồ thì cái quán mì này có khoảng 12.000 đánh giá và được 4 chấm mấy sao đó, cho nên là mình sẽ đi tìm cái quán mì này. Một lát tới nơi thì mình sẽ để cái địa điểm cũng như là tên của quán mì cho mọi người coi ha. Còn bây giờ thì mình sẽ quay sương sương khu vực Ximending cho mọi người coi vào buổi trưa. Wow, buổi trưa mà cũng rất là nhộn nhịp nha. Và đây chính là tiệm mì mà mình muốn tới, Phu Hon Beef Noodle. Bây giờ mình sẽ qua bên đó để ăn một con mì. Mình vừa mới ăn xong tô mì bò và phía sau là quán đó mọi người. Mì bò ở đây thực sự rất là ngon nha. Ở đây họ có hai loại mì. Một loại mì là cái cọng nhỏ nhỏ udon, và loại thứ hai là một cái cọng mì nó dày hơn. Mà mình không biết làm sao để kêu được cái cọng mì bản dày đó. Mình thấy người bản địa người ta toàn ăn cái cọng mì bản dày đó không à. Cái phần lúc nãy mình ăn là một tô nhỏ, trị giá là 100 đài tệ. Mình muốn ăn thử xem là có ngon hay không. Với lại cũng không có muốn bị quá là no á mọi người, cho nên ăn cái tô nhỏ thôi. Và bây giờ vẫn còn rất là thòm thèm luôn. Mình kêu cái phần là vừa có thịt bắp bò ninh với lại là lòng bò luôn, kêu hai loại. Thì cái thịt bắp bò họ ninh không có bị quá là mềm, nó vẫn còn cứng cứng sực sực nhưng mà rất là ngon. Và lòng bò thì cũng vậy luôn, không quá mềm, không có bị hôi, rất là thơm luôn. Và cái nước lèo của họ thì ban đầu cái nước súp nó màu nâu, bưng ra thì nó rất là thanh. Sau đó thì ở trên bàn sẽ có ba cái loại gia vị để cho mọi người nêm. Thì mình lần lượt mình thử các cái loại gia vị. Đầu tiên là cái cải. Ban đầu thì mình nghĩ nó là cải chua nhưng mà thật ra nó là cải muối mọi người. Bỏ vô một cái là nó tăng vị mặn của cái tô mì lên liền. Sau đó thì mình ăn được thêm 2/3 tô thì mình bắt đầu bỏ sa tế vô. Sa tế thì lại thêm một cái bất ngờ nữa là nó vừa cay vừa có vị ngọt, chứ không phải là cay không. Thế là nó tăng thêm cái hương vị ngọt trong cái tô làm mình kích thích hương vị vô cùng. Và cuối cùng là có một cái hũ màu vàng. Ban đầu thì mình không biết nó là gì, mình tưởng nó là đậu phộng hay gì đó. Nhưng mà sau đó thì mình thấy cái cô đối diện nó cổ quăng vô cái là nó tan ra giống như là ván mỡ á mọi người. Thì mình nghĩ chắc là cái món đó để tăng cái độ béo của cái tô mì. Thế là mình bỏ vô và quả thật nó tăng độ béo của cái tô mì lên. Ở cái giai đoạn cuối khi mình ăn cái tô mì là có đầy đủ tất cả các hương vị luôn, mặn, ngọt, béo và thanh. Tô mì rất ngon luôn, bây giờ nói còn chảy nước miếng. Mình ăn tô có 100 đài tệ thôi cho nên là vẫn còn rất là thòm thèm luôn. Lần sau chắc chắn là mình sẽ quay lại cái quán này.
Và quán này thì chỉ cách cái phố đi bộ Simandin khoảng 5 phút thôi. Mình sẽ để định vị ở bên dưới cho mọi người nha. Có dịp nhớ ghé thử quán này nha mọi người, nhất định phải ăn, ngon lắm. Điểm tiếp theo mình ghé qua là một cái 7-Eleven trang trí chủ đề Hello Kitty. Trời ơi dễ thương. Nó hồng lè luôn mọi người. Ở trên này còn có cầu vồng nữa nè. Có con Gudetama nữa kìa. Ôi dễ thương vãi. Ồ bên đây có window trang trí quá trời thú bông luôn. Ok mình sẽ đi vô cái 7-Eleven này thử. Dễ thương quá. Ôi trời ơi. Nguyên một con Hello Kitty ở đây. Ê, quầy hàng ở trong đây cũng hồng lè luôn nha mọi người. À, nó giống như một cái 7-Eleven bình thường thôi, nhưng mà nó trang trí chủ đề Hello Kitty. Dễ thương quá. Khẩu hiệu của nó là Make the World Kawaii, tức là làm cho thế giới dễ thương thật. Quá là đáng yêu. Trời là cute rồi mọi người. Đây nè, ở trên đầu còn có mấy con Hello Kitty với là mấy nhân vật khác nữa nha. À và ở đây họ có bán mấy cái thẻ EasyCard rất là dễ thương luôn. Đây, Shin Chan nè, Hello Kitty lóng lánh nè. Đó, nhiều loại lắm mọi người. Ai thích Hello Kitty qua đây là tha hồ có EasyCard luôn nha. Và một điều đặc biệt nữa là mấy cái ly đồ uống ở đây cũng là hình Hello Kitty luôn. Mình đã kêu một ly matcha latte để coi được cái ly nào. Ice matcha. Yeah. Thank you, Cecilia. Dễ thương chưa mọi người ơi. Ice matcha latte. Thực ra mục đích chính của mình tới Đài Bắc là vì cái tiệm cà phê này. Một cái khu vực gọi là Taipei Cinema Park. Ở trên Google Maps thì có vẻ nó rất mới, nhưng mà qua đây thì nó cũ xì mọi người ơi. Ai mà có ý định đi qua cái khu vực này thì mình nghĩ là thôi, cũng không có cần phải thiết phải đi qua đây đâu nha mọi người. Nó có vài cái graffiti. Nói chung là chụp hình cũng ok, nhưng mà mình thấy nó thành cái địa điểm ra hút thuốc của người dân rồi, chứ không còn là địa điểm check in chụp hình khách du lịch nữa. Đó, xung quanh có vài ba cái bức tường vậy thôi. Định không quay nhưng mà thôi quay nói cho mọi người nghe, để ai có ý định qua thì đỡ mất công ha. Bây giờ mình đi kiếm chỗ khác, mình đi tiếp. Đây là trạm xe bus ở Đài Bắc nè mọi người. Mọi người có thể đi bằng thẻ EasyCard được nha. Mình thích được cái là nó quay được đó mọi người. Ủa sao cái này cứng á? Cái miệng lúc nào cũng vậy, nói quay được là không quay được. Đây, cái này quay được. Đảm bảo chất lượng, uy tín chất lượng, cái này cũng quay được luôn. Mình thích cái này lắm mọi người, nhưng mà có nhiều trạm nó toàn để tiếng Hoa mọi người ơi, cho nên mọi người search trên Google nha. Ở đây cũng toàn là tiếng Hoa không luôn, khổ thân. Bây giờ đang là khoảng 1:30 2:00 trưa, nhưng mà đi bộ ở Đài Bắc rất là thích luôn mọi người. Tại vì thời tiết bên ngoài mặc dù đang nói là 30 mấy độ nhưng mà vẫn rất là mát nha, so với ở Thái hay ở Việt Nam. Và một việc nữa là các căn nhà ở đây nó luôn thiết kế có cái phần mái hiên như thế này, làm thành những cái lối đi bộ rất là mát mẻ cho mọi người luôn. Còn bây giờ thì mình đang chuẩn bị ghé vào khu vực chùa Long Sơn Tự, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất tại thành phố Đài Bắc. Hình như chùa đang nằm ở phía bên kia, bây giờ mình sẽ chờ để qua được. Bây giờ thì mình đang có mặt ở cổng G5 của trạm MRT mang tên là Long Sơn Temple. Mọi người muốn đi đến đền Long Sơn Tự thì có thể đi tới cái MRT này ha. Lúc nãy thì mình đã đi bộ từ cái Cinema Park tới đây cũng khoảng 15 phút. Nhưng mà mọi người có thể đi MRT cho nó nhanh ha, nếu như tiện. Và đây là ngôi chùa Long Sơn Tự, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất tại thành phố Đài Bắc này. Với lối kiến trúc rất đẹp luôn mọi người ơi. Cái cổng nè, xung quanh hai bên là những cái dãy lồng đèn vàng rất là dài luôn. Và bây giờ thì cùng mình đi vào bên trong chùa nha. Ồ, hình như đang có lễ hội lồng đèn. Wow, trời ơi, các cái lồng đèn được làm đẹp quá. Wow,
Phía bên đây có hình của voi với lại các vị tiên. Còn ở đây là một cái lồng đèn có Phật Bà Quan Âm ở trên đó. Ôi đẹp quá. À có cái lối tham quan ở đằng này. Rồi bên kia là có Thần Long Vương với lại các cái sinh vật biển. Trời, mình lo coi lồng đèn mà mình quên quá. Đây là chánh điện của ngôi chùa Long Sơn Tự ha mọi người. Rất là cổ kính luôn. À để mình dắt mọi người đi vô coi lễ hội lồng đèn một chút. Bên đây là hình của cọp với rồng nè. Ồ, rồi. Đáng ra là vào chùa nhưng mà tự nhiên có lễ hội lồng đèn mình ghé qua luôn. Đẹp quá hả? Các cái lồng đèn được làm rất là chi tiết luôn đó mọi người. Quả pháo ngày Tết nè. Cái này giống như là nghệ thuật múa của Trung Hoa. Đây là Thần Long Vương. Quy một thỏi bạc luôn. Ôi, tự nhiên Thành đi coi lễ hội lồng đèn luôn mọi người. Bất ngờ quá. Đây là cái hình ảnh mình vừa quay cho mọi người nè. Bên đây thì có hình tượng rồng nè, thỏi bạc nè. Cái này là một cái bình hoa rất là đẹp. Bên đây là chim công, chim phượng. Wow. Chia xìa. Rồi, hết một vòng của các cái lọc đèn rồi. Wow. Trước khu vực chánh điện thì mọi người sẽ thấy có một cái khu vực xin xăm và xin keo. Thì mình thấy hình như mọi người sẽ phải xin rất là nhiều lần keo cho một cái ước nguyện gì đó. Nếu như mà 3 lần úp ngửa thì coi như là được sự đồng ý của thần linh. Thì lúc đó sẽ cầu nguyện hoặc là dâng lễ cho cái điều ước của mình. Còn nếu như không được thì có thể xin lại lần 2. Mình thấy hình như cũng có nhiều người quăng được có một lần nhưng mà cũng lại xin cái cây xăm ở đằng kia. Mình đang không biết là xin bao nhiêu lần để mình sẽ thử xem. Mình sẽ cố gắng xin 3 lần rồi xin một cây xăm xem sao. Mình đã xin keo được 3 lần úp ngửa và lá xăm 90. Trời ơi, toàn là tiếng Hoa. Để mình thử Google dịch xem sao. Ở phía sau chánh điện của chùa Long Sơn thì có một khu vực của đền thờ Nguyệt Lão. Đây là khu vực cầu tình duyên rất là nổi tiếng ở Đài Loan luôn. Mình thấy hình như rất là nhiều người Việt đi cái tour đến cái chùa Long Sơn này để cầu tình duyên. Trên mạng có hẳn mấy bài là cách cầu tình duyên ở đền Nguyệt Lão trong chùa Long Sơn luôn mọi người. Ai cần thì sợ thử keyword nha. Mình thấy ở đây là mọi người sẽ dâng cái lễ vật là hoa trắng với lại là kẹo và bánh ngọt. Và cũng thực hiện cái nghi thức là xin keo, làm sao cho 3 lần liên tiếp úp ngửa. Thì lúc đó hình như là có lấy sợi chỉ đỏ ở đâu đó bên trong đó mọi người. Đó. Thì nếu như mà thuận lợi có bồ thì nhớ trả lễ nha mọi người. Về lá sâm lúc nãy thì mình có gửi cho bạn mình kiểm tra giúp mình xem là quẻ tốt hay quẻ xấu. Thì bạn mình báo là quẻ thượng thượng mọi người ạ. Lần đầu tiên trong đời mình xin được một cái quẻ thượng thượng. Mình cũng hỏi về công việc thôi. Thì bạn mình nói là quẻ rất tốt luôn. Cho nên là mình đã cất giấu vào bớt. Bạn mình nói nếu như mà quẻ xấu là đốt liền tại chỗ nha. Nói một chút về ngôi chùa này. Thì theo như mình tìm hiểu thì ngôi chùa này được xây dựng bởi người Phúc Kiến, là những người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo Đài Loan này để xây dựng cái cộng đồng dân cư ở đây. Và ngôi chùa này đã có lịch sử tồn tại hơn 300 năm với rất nhiều lần được trùng tu. Ở thời điểm hiện tại thì ngôi chùa mang một dáng dấp kiến trúc Trung Hoa rất là rõ rệt luôn. Có rất là nhiều những cái lối điêu khắc mái ngói nè. Rồi cái lối xây dựng cũng giống như kiến trúc Trung Hoa. Nó rất là giống với những cái ngôi chùa hoặc những cái hội quán ở trong quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Mình đặc biệt thích cái kiến trúc ở trên những cái rường cột của cái ngôi chánh điện ở ngoài này.
nó tầng tầng lớp lớp giống như những đám mây á mọi người. Và nếu như mọi người có coi intro của cái phim Viên Hy Công Lược thì cái phần này rất giống luôn. Đây, cái phần ở đây nè, rất giống luôn. Mình vừa mới rời khỏi chùa rồi, và ở góc bên tay trái của chùa có một cái khu vực có đến 3 cái con phố mà bây giờ mình không biết đi con phố nào. Chỗ nào cũng đông. Ở đây là một cái công viên có rất là nhiều người già tập trung nè, ngồi đánh cờ nói chuyện. Ở ngoài kia là một dãy các hàng hóa mua bán. Bên đây thì đang có một cái hội chợ bán rau hay gì đó. Trời ơi, bây giờ đang là 3 giờ chiều và trời mát dần rồi mọi người. Rất là thích cái không khí này luôn. Kia đông quá kìa. Để mình liều mình đi qua, đi qua giữa đường luôn. À, người ta đang bán trái cây và rau củ. Chà, mấy cái nông sản này nhìn ngon quá nè. Ôi, ủa sao mấy trái cà chua đó nhìn nó siêu thật quá vậy? Giống như mới lấy ở trong tủ lạnh ra mọi người. Đu đủ, mình thấy sáng giờ đu đủ bên này họ thường để cho nó chín cả hai cái đầu luôn. Trong đây là món gì đây? Hình như là bánh bột mọi người ơi. Wow, xếp hàng đông quá. Để mình coi coi là món gì. À, bánh báo giống như màn thầu á mọi người. Trời ơi, xếp hàng quá trời dài luôn. Wow. À, trong đây giống như là một cái chợ dân sinh. Rất là nhiều cái đồ truyền thống luôn. Mà nhiều cái mình nhìn mình không biết nó là cái gì luôn mọi người ơi. Khổ thân ghê. Wow. Cái quán trong này rất là kiểu giống như là cổ truyền nha. Hình như người ta đang chuẩn bị dọn các cái quầy sạp chợ đêm ra. Ôi, một con phố dài vô tận ở phía dưới. Quá đã. Ở đây có một cái tiệm xổ số cào trúng liền nè mọi người. Mình thấy các cô chú cào quá cào luôn, mình cũng định mua. Nhưng mà mình sẽ chờ cao nhân bạn mình xuất hiện ở Đạm Thủy chỉ mình sau. Từ chùa đi bộ qua khoảng một lóc nhà thì chúng ta sẽ tới được một cái khu gọi là Bo Bi Liao History Lock. Wow, đây là một cái lóc nhà rất đẹp luôn mọi người. Wow, kéo dài từ phía bên đây đường qua tới bên đây luôn. Để mình coi nó là cái gì. Một cái lóc nhà màu đỏ. Nhìn rất là thích nha, trời, bước vô đây cái mát liền luôn mọi người. Wow. Và đây là những cái khói nhà chính của cái khu vực tham quan Bo Bi Liao Historic Lock. Trời ơi, cái chữ này khó đọc quá. Ở đây có một cái nhà information, mọi người có thể vào trong đó để lấy cái tờ flyer này, cũng như là có những cái stamp để mọi người có thể collect ha. Ở đây nó có một cái mã QR code nè, mọi người có thể scan và sau đó thì đeo tai nghe vô để nghe thuyết minh bằng tiếng Anh cho cái khu vực này. Hồi nãy mình mới vừa nghe thử, rất là hay luôn mọi người. Họ có lồng những cái nhạc cũng như là những cái tiếng sinh hoạt hồi xưa của cái khu vực này vô trong đó. Nghe rất là thích luôn. Và họ có giới thiệu khu vực này là một trong 3 cái khu vực nhà kiểu xây dựng cho cái lĩnh vực hàng hải lớn nhất dưới triều đại nhà Thanh. Và nó đã có lịch sử khá là lâu đời từ thời nhà Thanh tới bây giờ. Trong mọi cái khối nhà thì nó được bảo quản khá là tốt. Khi dựng lại những cái cột này nè mọi người, nếu như mà những cái cột này có bị đổ thì họ sẽ để những cái khối bê tông ở bên ngoài để bọc vào. Đó, và bên trong này thì trở thành những cái viện bảo tàng nhỏ nhỏ để giới thiệu về cái lối sinh hoạt xưa của cái khu vực, cái khối nhà này. Có rất là nhiều khu vực mua bán đồ trong đây, rất là đẹp luôn. Họ bán rất là nhiều các cái mặt hàng ở trong đây luôn mọi người. Và những cái khói nhà này thì họ cũng có thuyết minh á, là cái nhà nào mà có cái kiểu đặt mà có chữ TR này với cái khói kim cương ở bên ngoài là những cái khói nhà của người giàu. Họ mới sử dụng những cái dạng gạch như thế này. Và có những cái dạng gạch khác hình như có chữ S ở trên đó là những cái gạch được nhập khẩu từ Anh Quốc về để xây dựng. Khu vực này thì sẽ đóng cửa vào thứ hai mọi người ha. Trời, dễ thương quá nè, mấy đứa nhỏ đang chụp hình. Cái khói nhà này họ được kiểu giống như nó là trẻ hóa lại đó mọi người. Nó là một cái khói nhà rất là cũ kỹ trước đây, sau đó thì được trẻ hóa lại thành một cái khu vực bảo tàng như thời này. Mình thấy là có rất là nhiều cái đơn vị mua bán đồ ăn thức uống đang chuẩn bị dọn vào đây để kinh doanh. Wow, có rất là nhiều hướng để tham quan nha.
khi mọi người scan cái mã QR code này nè thì sẽ có một cái tour để hướng dẫn cho mọi người đi cái khu vực này luôn. Ở đây thì có hai khối nhà, không phải hai khối nhà mà là hai dãy nhà chính, một dãy phía bên tay trái và một dãy phía bên tay phải, thì đều thuộc cái khu vực bảo tồn này. Nó được cắt ngang bởi một cái con đường như thế này nè mọi người. Đó, có những cái nhà đã bị sụp đổ so với những cái nhà còn nguyên vẹn. Trời ơi, rất là nhiều cái kiến trúc khác nhau và nhiều cái vật liệu khác nhau luôn. Vừa ra khỏi khu vực của Pobiliao thì mình đã ghé qua một cái quán bán meatball của Đài Loan. Đây là một dạng mà giống như là bánh há cảo ở Việt Nam á. Nó có một cái lớp bọc há cảo bên ngoài, sau đó người ta đem chiên. Và khi ăn thì người ta sẽ vớt ra và cho một cái lớp sốt màu đỏ lên trên, cắt thêm một miếng ngọt. Để mình coi bên trong coi. Rất là nhiều thịt heo ở bên trong luôn mọi người. Và có thêm măng nữa nha. Đây, nhân măng và thịt heo. Ăn khá là lạ miệng. Cái nước sốt nó cứ béo béo kiểu gì á, xong rồi cứ nghe mùi chao, không biết có chao hay không. Một cái bánh như thế này là 50 đài tệ nha mọi người. Và có loại chiên và loại hấp, thì tùy mọi người muốn ăn loại nào thì mọi người có thể kêu. Tưởng là nhỏ nhưng mà thật ra là rất nhiều luôn nha mọi người, quá trời thịt ở bên trong luôn á. Một cái bánh cho nó to cỡ này. Trời ơi. Tưởng nhỏ nhưng không, nó có vỏ. rất nhiều nhân. Đi Đài Loan mà không uống sữa đu đủ là một sự thiếu sót nha mọi người. Mình đang đi dạo ở trong The Rest House gần Ximending thì thấy có một cái khu vực bán quà lưu niệm về Đài Loan rất là đẹp luôn mọi người. Đây, họ bán những cái pin nhưng mà ở trên đó giống như là những cái vải thêu á mọi người. Và được gắn lên trên những cái pin để mọi người gắn vào quần áo hoặc là các cái túi xách của mình. Một cái pack này trị giá bao nhiêu đây? 140 đài tệ mỗi cái. Ồ, bên đây là những cái thắng cảnh, cái này là hoa liên nè, tài tung nè. Rồi ở đây có Gia Nghĩa nè, có Tài, có Đài Nam nè, có Cao Hùng nè. Trời ơi, dễ thương. Nguyên một cái bản đồ Đài Loan ở đây luôn. Đây là một cái tô cơm thịt kho hả? Quá dễ thương luôn. À đấy, The Red House nè, cái nhà mà mình đang ở bên trong. Còn cái này là cái chai nước tương hả? Thấy cưng quá, tất cả đều làm kiểu vải thêu á mọi người. Dưới này là một cái lồng đèn nè. Trời ơi, ở đây có mấy con rồng nữa đây. Rất là chi tiết luôn nha. Có khuyến mãi luôn, mua 4 tặng 1. Ôi, mấy con rồng này đẹp quá. Xuất sắc. Wow, bên này có hai con nữa nè. Con này màu cam. Và con này thì màu xanh lá cây. Đủ bộ luôn. À, ở trên này dễ thương, ác luôn. 120 tệ một cái. Có rượu long bao nè. Có bia nè. Rồi có trà sữa. Bên đây là lá cờ Đài Loan ngồi cơm điện với cái vali. Dễ thương quá. Bên đây là những cái sticker dán. Giá thì thật sự là hơi nhỉnh hơn so với những cái quầy hàng lưu niệm khác, nhưng mà rất là đáng tiền luôn á. Ở trong còn quá trời luôn nè mọi người. Cái tiệm tên này ha, mọi người có ghé The Best House thì có thể ghé qua thử. Rất là xinh luôn. Bên trong cái The Red House này thì có hai tầng mọi người ha. Cả hai tầng thì đều bán những cái quà lưu niệm với này, quần áo thời trang. Còn ở khu vực tiền sảnh ở phía ngoài này thì giống như là một cái bảo tàng. Nó giới thiệu về những cái giai đoạn mà cái tòa nhà này được sử dụng vào những cái mục đích khác nhau. Đây, hình như là
Đầu tiên là dùng để bán diêm thì phải. 1908. Sau đó thì qua tới mấy cái đồ điện toán, máy ảnh. Khúc này hả, bán gạch hả ta, 2002. Sau đó 2007 thì có bán máy ảnh. 2018 hình như để cục gạch, tức là trả về nguyên trạng, không có ai thuê mặt bằng hay sao đó. Tòa nhà này thì nằm ngay phía bên kia đường của cái phố đi bộ Simending luôn. Mọi người sẽ thấy nó rất là nổi bật luôn á. Mình mới coi trình diễn ánh sáng của con rồng ở bên kia xong, bây giờ thì sẽ đi vô Simending. Đây là con đường cầu vòng vào ban đêm, tối thui thui lùi luôn. Và Simending giờ này đã lên đèn, những cái biển hiệu sáng choang luôn mọi người. Trạm tàu Simending ở đây ha. Và đây là cái lối vô của Simending. Buổi tối Simending chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp luôn. Bên đây là một cái quán gà. Hình như là không cái phải là cái miếng gà đập dẹp. Mình sẽ đi tìm cái miếng gà đập dẹp trong truyền thuyết để ăn. À, ở đây có Pop Mart. Wow, cái cổng này do Pop Mart làm luôn, vốn mạnh dữ. Simending là một khu phố bán rất nhiều đồ thời trang, mỹ phẩm, cũng như là đồ ăn mọi người hen. Trời ơi, ánh đèn sáng choang luôn, thích ghê. Bây giờ đang là khoảng 7:30, 8 giờ. Không khí ở đây hiện tại đang là 25 độ C. Hơi hơi mát mẻ thôi chứ cũng không mát lắm. Trời ơi, mình đã thấy một cái bánh hình dáng này chắc bị che ở trên YouTube quá ha. Lia nhanh qua liền. Bên đây có các thương hiệu giày nè, mắt kính nè. Phía trước là một cái tòa nhà có cái biển quảng cáo quá là xuất sắc. Mọi người thấy cái không khí này giống ở bên Nhật không? Có rất là nhiều nhánh đường rẽ vào trong này ha. Ở đây có một cái quán trà sữa rất là nổi tiếng luôn. Đây, nó tên gì tự nhiên mình quên mất tiêu. Si Phu Tan mọi người ha. Hình như là mua xong rồi có chọt lấy giải thưởng ở bên này nữa nè. Đây là cái hàng xếp. Đây là con khủng long phun lửa nha mọi người, phun lửa đốt đường nha. Dễ thương. Ở đây có nguyên một cái store Pop Mart bự chà bá luôn. Wow, phải ghé vô thử mới được. Pop Mart là một trong những cái hiệu làm đồ chơi có mấy cái mystery box rất là nổi tiếng. Đây là một trong những cái con linh vật Skull Panda. Trời ơi, quá trời luôn. Mình rất là thích con này luôn nè mọi người. Mà nó hơi bị mắc cho nên là không bao giờ dám mua cả. Rất là nhiều bé luôn, Skull Panda quá trời luôn. Rất nhiều nhánh đường, nhiều lối rẽ khác nhau ha mọi người. Quá trời đông luôn. Hôm nay là tối thứ 3. Mình nghĩ cuối tuần nó sẽ còn đông hơn nữa. Wow, thật là dã man. Bên đây là Xiểu Long Bao. Wow, cái quán Xiểu Long Bao này trang trí cưng quá vậy. Taiwan Qing Chu Meatball Soup, Taiwan Top Notch Essential Grace Pork Rice. Welcome to Dine-In. Có Xiểu Long Bao nhân xin phu tan nữa, kết hợp với lại cái quán trà sữa bên kia. Rồi, cái quán này mọi người xuất sắc ha. Đây là những cái sợi Xiểu Long Bao được làm tại chỗ, quá đã.
Trong đây là một cái shop mỹ phẩm. Thôi bạn nào mê mỹ phẩm chắc là sẽ ngất xỉu với cái shop này. Quá trời đồ luôn. Mình thì nhìn cái nào cũng như cái nào thôi, cho nên là mình lướt nhanh và đi ra nha. Cái store này quá trời. Đây là tiệm bán miếng gà to hơn cái mặt là mọi người. Rất là nổi tiếng ở khu vực Ximending này luôn á. Giá là 100 đài tệ cho một miếng gà. Và mọi người đang xếp hàng chờ lấy gà rất là dài luôn. Mình cảm giác là mình sẽ không ăn hết được cái miếng gà đó một mình. Mọi người vào order thì sẽ lấy cái phiếu đợi ha. Tới số thì sẽ có người kêu số và đưa gà. Mình vừa gọi xong một phần nhỏ giá 60 đài tệ. Trời ơi, phần to là rất to luôn mọi người. Bao tử mình không thể chứa được. Đó, bạn đó đang cầm phần nhỏ giống mình. Đây là một trong những cái món mì rất là nổi tiếng ở khu vực Ximending này. Hình như nó là bún gạo chứ không phải mì đâu. Lâu quá mình không ăn, mình cũng không nhớ chính xác nó là cái gì. Bất ngờ luôn. Đây là cái tô mì của mình, tô bún của mình. Bên đây thì sẽ có ớt nè, có tỏi với lại có giấm để cho mọi người có thể nêm thêm. Nhưng mà để mình thử ăn cái vị nguyên bản trước cái đã. Mình đang có một tay thôi cho nên là không có vừa ăn vừa review được. Cái phần ở trong này nè mọi người, giống như là những cọng bún gạo được cắt ra sợi. Nó hơi nhỏ nhỏ một xíu cho dễ ăn á, cho nên là chỉ cho thêm muỗng là ok rồi. Với lại có một cái phần phèo được làm rất là sạch luôn, ăn rất là ngon và thơm. Cái nước sốt này thì nó hơi sánh sánh giống như là súp cua ở Việt Nam mình. Và có thêm cái vị ngọt. Bản thân của cái này thôi thì ăn đã rất là ngon rồi đó mọi người, không có cần nêm thêm luôn. Nhưng mà mình đã ăn xong cái vị căn bản rồi. Bây giờ thì mình sẽ vô nêm thử các cái vị khác vô để coi nó có tăng vị lên nhiều không. Ở đây sẽ có ớt nè, tỏi nè, với lại giấm ha mọi người. Mình đã nêm hết cả ba loại vô cái chén của mình rồi. Bây giờ ăn thử lại lần nữa. 5 minutes later. Rất là ngon luôn nha, mình vẫn rất là thòm thèm cái phèo. Trời ơi, vừa nói vừa chảy nước miếng. Đây là những muỗng cuối cùng rồi. Review đồ ăn gì đâu mà sao review những cái muỗng cuối cùng trong cái chén không à. Nhớ ăn món này nha mọi người, rất ngon luôn, đảm bảo cho mọi người luôn. Bên kia đang có một xe đậu hũ thúi chiên mọi người ơi. Rồi bên đây là một xe đồ nướng mã la, quá là hấp dẫn. Có giòi nè, có thịt heo, thịt bò. Dài thon luôn. Nướng tại chỗ luôn. Bây giờ mình đang đứng giữa thiên đường trà sữa. Ở đây có một tiệm Milk Shop nè. Kế bên mình lại có thêm một tiệm nữa, Wu Tea, World of Outstanding Tea, hình như cũng rất là ngon. Bên đây mình có ủa sữa lãng, 50 lãng nè. Kế bên có thêm tiệm nữa mọi người, để mình vô mình coi coi bên kia là gì nữa. Trời ơi, một tiệm gì đó con cọp. Đây, hiệu này hình như toàn là tiếng Hoa. Tiếng Hoa không, không biết cái gì luôn. Bây giờ bốn tiệm, không biết uống tiệm nào cho hợp lý đây. Ok, trong bốn tiệm mình đã chọn tiệm ít người xếp hàng nhất, Milk Shop.
Ở đây thì có một cái loại trà mình thấy khá là triển vọng, đó là trà trân châu trắng, đây Pearl Milk Tea. Ở đây mình không thấy cái loại trà original, hình như là họ chỉ sử dụng trân châu trắng. Đây là ly trà sữa đầu tiên trong cái chuỗi trà sữa của mình ở Đài Loan. Ok, chờ thử xem. Mình đã kêu một ly lớn 70 đài tệ, full 100% đường và ít đá. Trân châu trắng nhưng mà kết cấu của trân châu đen. Bình thường ai trân châu trắng là nó sẽ sực sực đúng không? Nhưng mà cái này là trân châu làm màu trắng, nhưng mà nó lại dẻo dẻo giống trân châu đen mọi người. À thú vị nha. Trân châu rất là dai, có độ mềm nhất định. Trà thì rất là thơm. Đây là 100% đường nhưng mà vẫn rất là giống như là 70% ở bên Thái. Cho nên mình nghĩ là cái vị của Đài Loan thì nó sẽ nhạt hơn so với ở Thái và ở Việt Nam. Ồ, món này ngon nha. Bất ngờ nha. Cái vị trà rất là thơm luôn. 75 đài tệ cho một ly này. Nếu mọi người thích kiểu trân châu trắng nhưng mà kết cấu của trân châu đen thì hãy thử quán này, Milsa hoặc là Milshop nha. 2000 years later. Dễ thương quá mọi người, mấy con rồng chạy về nè. Thấy cưng quá vậy. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi.